đêm ở nhà rồi. Ai lắm mà. Các bạn nó vẽ ra quà cho cháu đó xem được quay được. Ví dụ như 10 tấn thì khi mà 3-4 ngày nữa thì nó còn có 7 tấn hay là 6 tấn. Nó sẽ bị hư lần cho nó chảy nước đi. Đây là hàng mình lấy chưa? Hai nhà mình. Ừ. Tức là hàng dưa này mình nhà mình cổ nhà mình hay là mình chợ mướn lấy chợ mướn có nhà mình đi có ý là có nhiều người là người ta giá dưa giờ là hiện tượng bây giờ là nó quốc rẻ người ta dù như là người ta thôi xe chỗ đi coi như là cái thứ là bán bò hay là bán gì đó đặt cặp đâu người ta cũng không có tiền rồi. Đầu tư đến dưa hết là coi như là dưa nó hỏng hết thì bây giờ như nào bắt đầu hỏng rồi lỗ phá sản bán bò bán trâu rồi ăn như thế nào.